Và lời nói đầu tiên xin cho kênh YouTube Chiến Đồng Tháp gửi đến tất cả quý cô chú anh chị ở trong và ngoài nước, những người yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng, một ngày mới thật vui và hạnh phúc bên gia đình. Và kính thưa chị các bạn, thì hôm nay kênh YouTube Chiến Đồng Tháp cập nhật một thông tin mới nhất mà thông tin tất cả quý vị cũng đang quan tâm. Và kính thưa chị các bạn, thì sau khi mà vụ án của cô Nguyễn Phương Hằng kết thúc thì các đồng phạm của cô thì cũng có đơn kháng cáo, còn cô thì không có đơn kháng cáo. Còn bây giờ thì đối với bà Hằng Ni và ông Trần Văn Sĩ, liệu cô Nguyễn Phương Hằng đòi bà Hằng Ni và ông Trần Văn Sĩ bồi thường từ 3 đến 500 triệu đồng đó là có khả thi hay không? Và thưa quý vị các bạn, thì ở đây có rất nhiều cái thông tin mà những cái báo chính thống đã đưa tin. Và kính thưa quý vị các bạn, thì trên báo Sức Khỏe Và Đời Sống có một cái thông tin khá là hay thưa quý vị các bạn. Vụ bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 500 tỷ, luật sư phân tích liệu có khả thi hay không. Thưa quý vị các bạn, thì chuyện mà chúng ta bấy lâu nay chúng ta cũng đã tìm hiểu về cái 500 tỷ này, bên phía cô Hằng và chú Dũng đưa ra, bà Hằng Ni với ông Sĩ có bồi thường được hay với số tiền là 500 tỷ hay không. Và kính thưa quý vị các bạn, thì nếu cô Nguyễn Phương Hằng và chú Dũng đưa ra được những cái bằng chứng mà thiệt hại á, thì chúng ta sẽ có cơ hội để bà Hằng Ni và ông Sĩ bồi thường cho ông Dũng và cô Hằng là với số tiền là từ 3 đến 500 tỷ đồng. Nhưng nếu không có bằng chứng là làm sao? Và kính thưa quý vị các bạn, thì đây một bài báo của Sức Khỏe Đời Sống có nêu như thế này thưa quý vị các bạn. Thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với bà Đặng Thị Hằng Ni 46 tuổi là luật sư và nhà báo, và bị can là Trần Văn Sĩ 66 tuổi là luật sư. Và kính thưa quý vị các bạn, thì trong vụ án này bà Nguyễn Phương Hằng được xác định là bị hại, và theo thông tin mới nhất, bà Nguyễn Phương Hằng đã yêu cầu cơ quan điều tra xử lý bị can Hằng Ni theo đúng quy định của pháp luật. Và kính thưa quý vị các bạn, thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện việc lấy lời khai đối với bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Quy Dũng, chồng của bà Hằng. Vì hai người này cho rằng bà Đặng Thị Hằng Ni và ông Trần Văn Sĩ là đã xúc phạm đến cá nhân công ty Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Ngoài ra, vợ chồng bà Hằng yêu cầu bà Hằng Ni là và ông Sĩ bồi thường thiệt hại từ 300 tỷ đến 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, vợ chồng bà Hằng chưa gửi tài liệu chứng minh thiệt hại. Nhiều người băn khoăn trong trường hợp này bà Hằng ông Dũng không đưa ra được hồ sơ bằng chứng chứng minh thiệt hại. Vậy luật quy định sẽ bồi thường tối thiểu là bao nhiêu? Và kính thưa chị các bạn, thì theo như luật á, thì điều 592 Bộ Luật Dân Sự năm 2015 quy định về thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm như sau. Thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm. Thứ nhất là thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, thiệt hại khác do luật quy định. Thưa quý vị các bạn, thì trường hợp thứ hai là người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự nhân phẩm uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó phải gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Đó, cái này là cái quan trọng nè mọi người. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu mà không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Thì theo điều 9 nghị định số 02 có hướng dẫn về thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm như sau nè. Chi phí hợp lý để hạn chế khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút, thiệt hại khác do luật quy định. Đồng thời, người gây thiệt hại phải khắc phục một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó phải gánh chịu. Mức bồi thường tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Trường hợp mà không thỏa thuận được thì không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Và kính thưa chị các bạn, thì theo như lúc mà bà Hằng và ông Dũng bị xúc phạm thì mức lương cơ sở lúc đó là nó là 1.490.000 đồng. Thưa chị các bạn, thì do đó trường hợp không thỏa thuận được thì bồi thường tổn thất về tinh thần không quá 14.900.000 đồng. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 7 năm 2023 thì mức lương cơ sở là 1.800.000.
thì họ thì khi mà xét xử, tòa án sẽ tính đến phương án có lợi cho bị hại là bà Nguyễn Phương Hằng và ông Quỳnh Quý Dũng. Nếu được bồi thường thiệt hại cao nhất cũng chỉ là 18 triệu đồng thôi, thưa các bạn. Nếu mà cô Hằng với chú Dũng đưa ra được cái mà chi phí, cái danh sách của mình mà bị thiệt hại á, bị thiệt hại mà từ khi mà bà Hằng Ni với ông Sĩ gây thiệt hại nghiêm trọng đến cái quỹ từ thiện Hằng Hữu nè, Đại Nam nè, uy tín nhân phẩm của mình. Nếu mình thống kê được tất cả cái thiệt hại đó thì mình gửi đến tòa án, thì tòa án người ta sẽ xem xét cái mức đó, người ta sẽ bồi thường cho mình. Nếu không thì chỉ tính được 10 lần mức lương cơ sở. Tức là hiện giờ lương chúng ta thì có 1 triệu 8, lương của chính phủ quy định đó mọi người. 1 triệu 8 thì 10 lần, không quá 10 lần, vậy là chỉ có 18 triệu thôi. Giống như mà cô Nguyễn Phương Hằng và bồi thường cho bà Hằng Ni và bà Đinh Lan á mọi người, thì đó chỉ là 18 triệu đồng thôi. Còn mấy tại sao ra 36 triệu thì những cái người khác, những người của bên cô Hằng á sẽ có cái tòa án sẽ xử những cái mức chi phí riêng, nên tổng cộng lại là 36 triệu cho hai người này. Còn đối với trường hợp của Nguyễn Phương Hằng và chú Dũng thì nếu mình đưa ra được cái thiệt hại thì tòa án người ta sẽ xem xét và người ta sẽ căn cứ vào đó người ta xử. Còn nếu không thì chỉ có được 18 triệu, không nghe, chỉ được có 18 triệu nghe mọi người. Tại vì người ta quy định á, là không quá 10 lần mức lương cơ sở, nên chỉ được có 18 triệu thôi. Bởi vậy nếu mà cô Hằng mà đưa ra được cái thiệt hại thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ coi coi luật pháp sẽ cân nhắc vào đâu và bồi thường thiệt hại là bao nhiêu. Giờ ở đây cũng cũng có thông tin nè mọi người, thì kết luận điều tra thể hiện từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, ông Sĩ và bà Hằng Ni sử dụng mạng xã hội để đăng clip về vợ chồng bà Hằng, công ty Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Hằng Ni đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin bí mật của nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân tổ chức. Ông Sĩ đã đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, đưa nội dung bịa đặt sai sự thật xâm phạm đến danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân ông Dũng, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm uy tín của bà Hằng. Dạ kính thưa quý vị các bạn, thì Vũ Chiến cũng mới vừa cập nhật cái thông tin cho tất cả quý vị cùng nghe. Dạ kính thưa quý vị các bạn, thì tóm lại hôm nay kênh YouTube Chiến Đồng Tháp cập nhật một thông tin mới cho tất cả quý vị cùng nghe. Dạ kính thưa quý vị, nếu mà cô Nguyễn Phương Hằng và chú Dũng không đưa ra được cái thiệt hại mà chứng minh cho tòa, thì mức mà bà Hằng Ni với ông Sĩ bồi thường cho cô Nguyễn Phương Hằng và chú Dũng là chỉ có 18 triệu đồng theo như quy định của nhà nước. Và kính thưa chị các bạn, thì Vũ Chiến cũng cảm ơn tất cả quý vị trong thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh Chiến Đồng Tháp, cũng như là yêu mến chú Dũng, cô Nguyễn Phương Hằng và tất cả những người mà phải nói đồng phạm của cô. Một lần nữa thì Vũ Chiến xin kính chúc tất cả mọi người một ngày mới thật vui và hạnh phúc gia đình. Và video của Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.